hội thảo thiền truyền thống, thiền Vipassana từ truyền thống đến hiện đại, có được vinh dự lớn thì chúng ta đón tiếp và lắng nghe phát biểu rất là cao quý của Đức Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Viên Minh và Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng như Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thích Thiện Tâm. Vì hai bài của hai ngài lãnh đạo giáo hội đã nói về bản chất của thiền, và do đó con xin nhấn mạnh đến góc độ lợi ích trị liệu và phục hồi của Vipassana thay vì nói bao quát về loại thiền này. Thứ nhất là về văn bản thiền, thì trong kinh Đạn Pali và kinh A Hàm tương đương có tối thiểu là 6 bản văn kinh rất quan trọng hình thành ra phương pháp thiền chỉ Samatha để đạt được định, và phương pháp thiền quán Vipassana để đạt được tuệ, bao gồm kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, kinh Đại Niệm Xứ mở rộng thêm phần cảm xúc thuộc kinh Trường Bộ, kinh Quán Niệm Hơi Thở thuộc kinh Trung Bộ, kinh Nhất Giả Hiện Giả nói về tính hiện tại, không gian bây giờ và tại đây, kinh Bahiya nói về cái nhìn như thật, không bị can thiệp vào các phán đoán, kinh Tứ Thiền được đi đập lại hàng trăm lần trong kinh Tạng Pali. Thì 6 bản văn này đó là nền tảng rất quan trọng, theo đó đó phương pháp thực tập thiền Vipassana của Đức Phật được thực hiện, dẫn đến sự giác ngộ đạo quả, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi của lịch đại các vị thánh tăng trong lịch sử 2600 năm của đạo Phật. Thì phần trị liệu khổ đau đó lại nói về cái mối quan hệ giữa Vipassana và giới và tuệ, cũng như Vipassana với giác ngộ và giải thoát đó. Thì chúng con có trình bày ở trong bài tham luận, cho nên để tập trung vào phần lợi ích mà Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự vừa nêu đó, thì chúng con xin nêu ra gồm có 5 phần chính. Thứ nhất là nâng cao nhận thức về cơ thể. Thì thiền Vipassana là một kỹ năng giúp cho chúng ta nhận thức về các cảm giác vật lý và cảm giác tâm lý mà không can thiệp ý thức chủ quan vào tiến trình nhận thức. Kinh Bahiya gọi đó là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Và điều này đó sẽ làm cho chúng ta không bị nhiễu loạn thái độ khi dán nhãn, đặt tên lên sự vật hiện tượng, thói quen mà chúng ta thường vướng kẹt vào và xem đó như là cái quyền tự do ngôn luận và phán xét. Chúng ta hiểu biết sâu sắc về sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm không tách rời khỏi nhau như là sống và nước. Và do vậy, ứng dụng để trị liệu nỗi đau cơ thể đó, thì Vipassana có thể chữa lành và giúp cho chúng ta hòa nhập với chính mình để làm cân bằng các xung đột nội tại, cũng như là xung đột giữa chúng ta với môi trường sống xung quanh. Thứ hai là lợi ích của Vipassana về sức khỏe thể chất. Vì Vipassana giúp cho chúng ta giải phóng các can thiệp cảm xúc và thái độ trong tiến trình nhận thức về con người và sự vật. Do vậy, nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an được giảm thiểu tối đa cho đến là kết thúc. Do đó, người thực tập Vipassana khi nằm xuống là có thể ngủ ngon giấc. Đồng thời, sức khỏe thể chất ở đây được tăng cường thông qua hệ thống miễn dịch của cơ thể, làm cho năng lượng đề kháng được nâng cao, cho nên những cái chứng bệnh thông thường như là trở trời, đổi gió, nắng, mưa sẽ khó có thể làm cho người thực tập Vipassana đó bị trở bệnh.
Kiểm soát cơn đau cũng là kết quả của việc thực tập Vipassana, là bởi vì chúng ta không cường điệu quá nỗi đau, không quan trọng quá nỗi đau, không quan trọng quá và gọi là căng thẳng hóa những cái hoàn cảnh đang xảy ra, mà từ đó đó con người được giảm huyết áp và sống một cách rất là thoải mái, nhịp tim được điều hòa, nhất là thực tập thiền chỉ an trú vào trong hơi thở, chánh niệm và chánh định. Thứ ba là kiểm soát cơn đau. Như vừa nói, bản chất của Vipassana là một cái nhìn như thật, cho nên tạo ra sự bình tĩnh, và do đó con người sẽ giảm thiểu tối đa việc thể hiện các thái độ chủ quan của chúng ta đối với con người, sự vật, sự việc mà mình thích đó, hài lòng như ý thì dẫn đến tham ái. Còn đối với con người, sự vật, sự việc mình không thích đó, thì dẫn đến sân hận. Còn trong trường hợp đó, chưa thể hiện rõ hai phản ứng đối tượng vừa nêu thì rơi vào là trung tính, thì đó thuộc về dây mơ rễ má của vô minh. Thì đây là ba phản ứng thái độ và cảm xúc của người phàm. Và Vipassana sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt đi tính phàm phu đó, càng nhiều càng tốt. Từ nhận thức này đó, thì khi quản trị về cơn đau, chúng ta nhận thức rất rõ cơn đau là vô thường, cơn đau sẽ trôi qua, cho nên cơn đau nó không có cơ hội khống chế mình. Và cách này đó có thể giúp cho trường hợp mà hệ thống y khoa về giảm đau rồi gây mê chưa áp dụng được đó, thì cũng có thể giúp cho người bị bệnh đó, không có bị chìm vào trong cảm xúc đau và cái cảm giác đau. Đồng thời trong sự quản lý cơn đau đó, thì chúng ta thực tập buông xả để giảm thiểu tối đa sự phản kháng cảm xúc ở tính cường điệu và tính quan trọng. Cho nên cơn đau nó có nhưng mà nó không làm cho chúng ta là cảm thấy là tôi là nạn nhân, tôi đau quá mức, đau đến độ mà không chịu nổi. Vì người thực tập Vipassana sẽ phóng thích các nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm trí, và do vậy nó sẽ giảm đi cái cường độ của nỗi đau ở trên cơ thể vật lý. Dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là cũng không nên cường điệu rằng Vipassana có thể thay thế hoàn toàn các phương pháp trị liệu của y khoa về việc chấm dứt cơn đau. Bởi vì trong y học ta chia ra giống như Phật học của chúng ta, đau, pain, nó thuộc về phản ứng thần kinh trên thân, và khổ đó, suffering, là cái phản ứng cảm xúc của chúng ta đối với những điều mà mình không hài lòng hay là không như ý. Do đó Vipassana sẽ giảm thiểu tùy theo cái mức độ làm chủ cảm xúc chúng ta về phản ứng cơn đau trên thân, chứ không thể chấm dứt hoàn toàn. Chứ về trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó, thì Đức Phật đã cho biết là vượt qua cơn đau thì Ngài đã nhập đến 28 lần, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến là diệt thọ tưởng định, để cái cơn đau không khống chế Ngài. Nhờ đó mà Ngài vẫn đủ bình tĩnh để giảng hết bài kinh Di Giáo, rồi sau đó là kinh Đại Bát Niết Bàn theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể học hỏi. Thứ tư là giảm các căng thẳng. Thì vì Vipassana là cách giúp cho chúng ta điều hòa cảm xúc, cho nên các căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an nó sẽ không có cơ hội khống chế người thực tập. Thì bốn tạp chí sau đây đó là những tạp chí y khoa hàng đầu nghiên cứu Vipassana với bộ não, nghiên cứu Vipassana với trị liệu, nghiên cứu Vipassana với giải phóng nỗi khổ niềm đau, gồm tạp chí y học thay thế và bổ sung, tạp chí nghiên cứu tâm lý, tạp chí tâm lý học và lâm sàng, tạp chí nghiên cứu tâm lý. Thì những tạp chí này đó là những tạp chí điển mẫu thôi. Thực ra thì nó có hàng ngàn các tạp chí ở trên thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong vòng 5 thập niên qua đó phân tích bằng các cái nghiên cứu lâm sàng để cho chúng ta cái kết quả là người thực tập Vipassana dầu chỉ trong vòng 4 tiếng thôi đó, là đã thấy ở trên não bộ đó cái vùng thùy mã ở những cái vị trí mà nỗi đau cơ thể vật lý do phản ứng thần kinh xuất hiện đó, nó sẽ giảm đi, và thế vào đó là nó tăng trưởng những cái hóc môn
để tạo ra cái cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, khinh an, hạnh phúc. Và đây là những bằng chứng y khoa rất đáng để chúng ta sử dụng nhằm phổ biến về cái giá trị trị liệu khổ đau của Vipassana. Thứ năm là tăng cường sức khỏe thể chất, cảm xúc. Vipassana giúp cho chúng ta có khả năng tự nhận thức về bốn phương diện thân thể, cảm giác, tâm trí và các pháp thế gian. Thì trên nền tảng này đó, là việc làm chủ thân thọ tâm và pháp sẽ giúp cho chúng ta đó đạt được cái trình độ thông minh cảm xúc mà Việt Nam thường gọi là trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence quotient. Và theo các nhà tâm lý học của Mỹ, cái quyển sách đầu tiên xuất bản về thông minh cảm xúc vào năm 1984 cho thấy rằng đó là người thực tập về thiền chắc chắn là sẽ có sự thích ứng adaptability và có được tính gọi là hội nhập guarantee và có được sự hài hòa harmony với người thân, với cộng đồng, thậm chí là có thể xử lý được biến thù thành bạn. Và thực tập này đó nó làm cho sức khỏe là thông minh cảm xúc được nâng cao. Và y khoa cũng chứng minh rằng là người có thông minh cảm xúc có thể là không có bằng cấp, mà phần lớn những người thông minh cảm xúc là không có bằng cấp, đều rất thành đạt trong sự nghiệp chuyên môn của mình và góp phần làm sự phú thịnh cho xã hội. Ở góc độ phục hồi cảm xúc thì nhờ giảm phản ứng cơn đau và thái độ của chúng ta đối với con người và sự vật, cho nên các tác nhân gây ra cảm xúc khổ đau mà chúng ta thường gọi đó là chủ thể con người hay là môi trường hoàn cảnh đã không còn như là một lý do biện hộ để chúng ta với tư cách là chủ thể nhận thức vinh vào và đổ lỗi rằng là tôi bị khổ, tôi bị những hoàn cảnh thế này là do những con người như vừa nêu, những hoàn cảnh như vừa nêu. Thì cái thái độ đổ thừa đó, quy trách nhiệm đó đã được giảm thiểu cho đa cho đến là kết thúc đối với người thực tập thiền Vipassana. Cải thiện khả năng điều tiết cảm xúc thì từ cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề, người thực tập Vipassana sẽ làm cho nó đơn giản hơn. Từ mức độ đơn giản hơn thì làm cho nó đơn giản hơn nữa, cũng như từ quả núi xem nó như là một tảng đá, từ một tảng đá xem nó như một hòn đá, từ một hòn đá xem nó như là một viên sỏi, từ một viên sỏi xem nó như một hạt cát, từ một hạt cát xem nó như không có gì. Có nghĩa là xử lý cảm xúc để nâng cao cái sự cải thiện cảm xúc. Lòng bi mẫn và đồng cảm lớn đối với người thực tập Vipassana là rất chắc chắn, cho nên tâm từ bi sẽ giúp cho chúng ta khép lại quá khứ khổ đau giữa mình và người khác. Và đây là cách mà chúng ta có thể chữa lành các vết thương trong quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ cộng đồng, quan hệ quốc gia, quan hệ châu lục, nhất là những quốc gia như Việt Nam đã từng là nạn nhân của các cuộc chiến tranh ngoại xâm. Chúng ta đã là nhìn ở góc độ hiện tại và tương lai để khép lại quá khứ vì cái lợi ích của các bên. Trong phần còn lại thì chúng con sẽ nói về tính thời gian của Vipassana. Đây là một cái ứng dụng rất là quan trọng dựa vào hai bài kinh, đó là kinh Nhất Dạ Hiện Giả và kinh Bahiya. Thứ nhất, Vipassana đó dạy chúng ta kỹ năng khép lại do quá khứ. Nuôi dưỡng ý thức về hiện tại là cách tốt nhất để chúng ta làm quên mà không phải cố tình đè nén nó, vì đè nén sẽ tạo ra các phản ứng phụ. Và phản ứng phụ nào đó nó cũng có sức tàn phá. Khi mà sức chịu đựng bởi sự đè nén đã lên đến mức tối đa thì nó sẽ nổ bung ra giống như bánh xe căng lốp, hay là một cái phòng nó chứa quá nhiều carbonic thì đến lúc đó là cái sự sống do không còn oxy sẽ làm cho con người bị ngạt thở và dĩ nhiên là không còn hạnh phúc nữa. Để khép lại quá khứ thì Vipassana kích lệ chúng ta đó là phải xem tính vô thường của các kinh nghiệm, bao gồm kinh nghiệm khổ đau và kinh nghiệm hạnh phúc. Thực ra ở cái mức độ nhiệt lượng cảm xúc đó thì khổ là âm tính của cảm xúc, nhưng mà hạnh phúc giác quan cũng là cái phần đó là trực thuộc về cái cảm xúc khổ đau.
Cho nên cho đến lúc nào mà chúng ta làm chủ trọn vẹn 100% cảm xúc đó, thì lúc đó cái cảm xúc hạnh phúc là phản ứng từ các giác quan hài lòng như ý đó, nó sẽ không còn là một cái mối gọi là chi phối cho chúng ta. Chính vì vậy mà người thực tập Vipassana sẽ không kẹt vào cái tính vô thường của cảm xúc. Và nuôi dưỡng là sự buông xả, tức là không ký ức lại, không kể lại, không nhai lại, không hâm nắm bất cứ. Chúng ta hãy để cho quá khứ nằm ở trong mồ chung của nó để không có tái hiện lại. Phần thứ hai đó là Vipassana giảm thiểu lo lắng căng thẳng sẽ bất an của tương lai, giảm thiểu lo âu về tương lai. Là bởi vì nếu các vấn đề đó chúng ta có thể giải quyết được, lo làm gì? Nếu các vấn đề đó chúng ta không giải quyết được thì lo lại càng không nên. Và trên thực tế thì các nhà khoa học cho chúng ta biết là trong 100 cái sự kiện lo, chỉ có 5% có hiện thực và 95% còn lại nó trở thành là năng lượng dư thừa và làm cho chúng ta mất đi cái sự tập trung vào hiện tại. Như vậy, không suy nghĩ về những việc chưa xảy ra sẽ giúp cho chúng ta hài lòng, chấp nhận và không rơi vào trạng thái chấp bắt tâm lý. Vì chấp bắt tâm lý nó làm cho mình rất mệt mỏi, và rất nhiều người đó vì lý do rằng là tôi có trách nhiệm cho nên tôi phải lo. Thực ra lo và trách nhiệm là khác nhau. Lo trong tỉnh thức thì nó là trách nhiệm, còn lo ở trong sự buồn rầu đó thì nó là mất năng suất. Và muốn như vậy thì chúng ta phải thực tập sự buông xả, đánh giá bản chất của nỗi lo không mang lại kết quả gì để chúng ta được an toàn và được hạnh phúc. Thì đó là hai tính thời gian rất là quan trọng. Và để tập trung thì chúng ta nhớ là bây giờ, tức là tính thời gian hiện tại, từng tích tắc trôi qua, và tại đây không gian mà chúng ta đang có mặt. Như vậy thực tập Vipassana nó nhắc nhở chúng ta là mỗi một không gian và thời gian có công việc của chính nó, và tập trung chánh niệm với những điều đó. Thì lúc đó đó các nỗi lo sẽ bị thay thế bằng chánh niệm tỉnh thức, và như vậy nó sẽ tăng cường được sức khỏe thể chất và sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí của chúng ta. Thì đó là hai phần quan trọng về lợi ích cũng như tính thời gian của Vipassana. Chúng con thành kính tri ân lãnh đạo giáo hội, quý tôn đức và tất cả các vị đại biểu.